Chào các bạn, chúng mình đến từ nhóm Kiến Lửa. Sau đây, để kết thúc cho bài thuyết trình về những cơ hội của Việt Nam sau khi gia nhập WTO, xin mời cô và các bạn cùng xem qua đoạn video clip về một số những thay đổi đáng chú ý của tình hình Việt Nam sau hơn 7 năm gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Chúng mình sẽ lần lượt điểm qua 7 nét thay đổi chính trong tổng quan tình hình Việt Nam trước và sau khi gia nhập WTO. 1. Mở rộng thị trường. Trước 2007, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất, tiếp theo đó là Hoa Kỳ, Australia, Trung Quốc và Đức. Các mặt hàng của Việt Nam được xuất khẩu ra tổng cộng khoảng 80 nước. Sau khi gia nhập, thị trường xuất khẩu mở rộng, số lượng các nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lên đến 180 nước. 2. Thị trường bán lẻ. Nếu như trước đây, thị trường bán lẻ của Việt Nam còn tồn đọng nhiều vấn đề về chất lượng hàng hóa, tình trạng cân thiếu, người dân chủ yếu kinh doanh bán lẻ theo hình thức truyền thống, quy mô buôn bán còn nhỏ lẻ, thiếu chuyên nghiệp, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Sau khi gia nhập, các doanh nghiệp trong nước bắt đầu đổi mới theo hướng hiện đại hóa, đa dạng hóa hàng hóa dịch vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Các siêu thị và trung tâm mua sắm trở nên phổ biến với quy mô lớn hơn. 3. Đầu tư nước ngoài. Trước, Việt Nam được đánh giá có mức độ rủi ro cao trong quyết định đầu tư, cùng với thuế quan nhập khẩu cao đã gây ra nhiều e ngại với các nhà đầu tư quốc tế. FDI năm 2006 là 10 tỷ đô. Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam trở thành một mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Mức độ rủi ro trong quyết định đầu tư vào Việt Nam giảm mạnh, song song với sự mở cửa nền kinh tế, làm tăng mức hấp dẫn của Việt Nam. Chỉ sau 2 năm, FDI lên đến 64 tỷ đô. 4. Nền nông nghiệp Việt Nam. Nông nghiệp của Việt Nam trước khi gia nhập WTO không chỉ gặp phải các thách thức to lớn như thiên tai, bão lũ, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh và nhiều tổn thất to lớn đến cơ sở hạ tầng và nền sản xuất nông nghiệp, mà đầu ra của nông sản cũng gặp nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh quá lớn, sản phẩm Việt bị ép giá, không có chỗ đứng trên thị trường. Sau khi gia nhập WTO, nhờ gia tăng vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ, nền nông nghiệp Việt Nam đã khắc phục được những khó khăn trên một cách chủ động hơn, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nông sản. 5. Sự thay đổi về tư duy kinh tế, đặc biệt là người nông dân. Trước khi gia nhập WTO, nền sản xuất của nước ta, đặc biệt là ở những khu vực kinh tế còn kém phát triển, vẫn còn bị bó hẹp trong sản xuất theo khả năng. Người nông dân chưa chú trọng và quan tâm đến nhu cầu của thị trường. Sau khi gia nhập WTO, thị trường Việt Nam trở nên sôi động, nông dân hoạt động theo hướng thị trường, sản xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, gia tăng lợi nhuận. 6. Thu nhập bình quân đầu người. Trước năm 2007, nền kinh tế Việt Nam còn chậm phát triển và thụ động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 704,37 đô la Mỹ trên người tại năm 2006. Gia nhập WTO năm 2012, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam đã là 1.749 đô la Mỹ trên người. Sau 5 năm gia nhập WTO, với hình ảnh một Việt Nam phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng GDP nhiều năm liền luôn ở mức cao, Việt Nam đã cơ bản thoát khỏi nước có thu nhập thấp và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về tốc độ xóa đói giảm nghèo, mức sống của người dân được nâng cao. 7. Nâng cao vị thế và sự bình đẳng trên trường quốc tế. Một ví dụ điển hình đó là vụ kiện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về việc áp thuế chống phá giá đối với mặt hàng tôm. Do Hoa Kỳ tiếp tục không tuân thủ đầy đủ các phán quyết của WTO, nên ngày 17 tháng 12 năm 2012, Việt Nam đã chính thức yêu cầu WTO thành lập hội đồng xét xử, đòi hỏi Hoa Kỳ bãi bỏ các biện pháp áp thuế chống phá giá không phù hợp với quy định của WTO.